Nhật Bản nghiên cứu máy in 3D tạo ra thịt bò Wagyu. Bắc Kinh thử nghiệm trượt băng tốc độ cho Thế vận hội mùa đông 2022. Messi, Ronaldo và Putellas được đề cử quả bóng vàng 2021. Loạt phim kinh dị Hellbound được trình chiếu tại Liên hoan phim Busan. Khách sạn của Trump báo cáo thua lỗ hàng triệu USD. Nigeria giải cứu 187 người khỏi bọn bắt cóc. Xin chào 500 anh em đang theo dõi chương trình Thế giới đó đây trên kênh của chúng tôi. Và như thường lệ, chương trình ngày hôm nay sẽ cung cấp cho anh em những thông tin, sự kiện nóng hổi nhất, hot hit nhất đang diễn ra trên toàn thế giới. Anh em thân mến, thịt bò Wagyu thì từ lâu đã nổi tiếng về độ hấp dẫn cũng như mức giá đắt đỏ của nó. Thế nhưng, gần đây, Nhật Bản đang nghiên cứu ra một công nghệ in 3D có thể in ra được miếng thịt bò Wagyu thật sự. Hãy cùng tôi đón xem trong chương trình ngày hôm nay để xem công nghệ đó là như thế nào nhé. Xin mời! Các nhà khoa học tại Đại học Osaka của Nhật Bản đang sử dụng máy in 3D để tạo ra thứ có thể thay thế thịt bò Wagyu nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc. Đồng thời, họ còn cho biết động thái này có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt thực phẩm và protein trong tương lai. Theo các nhà khoa học, loại thịt được sản xuất trong phòng thí nghiệm hoặc nuôi cấy cho đến thời điểm này, phần lớn đã được băm nhỏ. Nhưng các nhà nghiên cứu đang nhắm đến việc tái tạo hàm lượng kết cấu của bò Wagyu, giúp nó khác biệt với các loại thịt bò khác. Giáo sư Michiya Matsusaki và nhóm nghiên cứu của ông sử dụng chiết xuất tế bào từ thịt bò đen Nhật Bản, sau đó sử dụng máy in sinh học 3D để tạo ra các sợi cơ, mạch máu và mỡ riêng lẻ. Họ tự tay ghép lại các sợi với nhau để tạo ra thịt. Hiện tại, chưa có thông tin gì về hương vị của chúng vì Wagyu nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của các nhà nghiên cứu vẫn chưa sẵn sàng để được phục vụ. Hiện phải mất tới 4 tuần để tạo ra 1cm khối Wagyu với chi phí 10.000 yên, khoảng 89 đô la 1 gram. Matsusaki cho biết, một khi quy trình đã được tinh chế và tự động hóa, thịt có thể được sản xuất hàng loạt trong vòng 5 năm. Điều này sẽ giúp giảm giá thành của thịt. Bằng cách phát triển thịt chỉ từ một vài tế bào, anh hy vọng một ngày nào đó, Wagyu của mình có thể giúp giải quyết các vấn đề thiếu lương thực. Anh cũng tin rằng, một ngày nào đó, công nghệ này có thể được áp dụng cho y học tái tạo. Chúng tôi sử dụng tế bào bò để tạo ra và tập hợp 3 loại cấu trúc sợi, chất béo, mạch máu và cơ để mô phỏng cấu trúc đơn giản của thịt. Nếu chúng tôi thay thế nó bằng tế bào người, chúng tôi có thể cấy ghép cơ bắp của con người được tạo ra từ các tế bào, chẳng hạn như cơ đùi để bù đắp vào nơi thiếu hụt. Đó là điều chúng tôi đang hy vọng khi tiếp tục nghiên cứu dự án này. Theo ước tính của công ty dịch vụ thông tin Global Information, thị trường thịt làm từ tế bào có thể tăng lên 2,79 tỷ USD vào năm 2030 từ mức 1,64 triệu ở hiện tại. Vừa qua, các nhà tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đã khởi động chuỗi sự kiện thử nghiệm của họ với môn trượt băng tốc độ tại National Speed Skating Oval ở thủ đô Bắc Kinh. Chuỗi sự kiện diễn ra tại 8 địa điểm Olympic khác nhau trước khi kết thúc năm 2021. Dự tính sẽ tập hợp các sự kiện thử nghiệm cuối cùng trước khi các trận đấu bắt đầu vào tháng 2 năm sau. Các nhà chức trách cho biết trong cuộc họp báo vừa qua, một số môn thi đấu trong các sự kiện thử nghiệm này có thể có khán giả nếu điều kiện cho phép. Các nhà tổ chức hy vọng sẽ kiểm tra đầy đủ quy trình hoạt động tại các địa điểm đáp ứng đúng các biện pháp phòng chống COVID, bao gồm một quy tắc nghiêm ngặt hạn chế sự di chuyển và yêu cầu tất cả những người tham gia đã phải tiêm vaccine. Với môn trượt băng tốc độ, Trung Quốc sẽ chứng kiến các đối thủ hàng đầu đến từ Hà Lan và Hàn Quốc so với các vận động viên của Trung Hoa lục địa. Vận động viên trượt băng tốc độ người Hà Lan Tim Prins nói, "Không có người hâm mộ nào có mặt vào thứ 6. Tôi hy vọng rằng người hâm mộ sẽ sớm quay trở lại, ngay cả khi các vận động viên bây giờ đã quen với việc sân vận động trống trơn. Tôi nghĩ rằng vận động viên sẽ có động lực hơn nếu có mọi người trong sân vận động để cổ vũ." Trong một diễn biến khác, Trung tâm Trượt băng Quốc gia Bắc Kinh tại Diên Khánh, một địa điểm đặc biệt khác, các vận động viên quốc tế đến từ 23 quốc gia đã thử nghiệm các bài diễn và là những vận động viên quốc tế đầu tiên làm như vậy.
vé cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ chỉ được bán cho khán giả từ Trung Quốc đại lục, trong khi các vận động viên chưa được tiêm chủng phải trải qua 21 ngày cách ly trước Thế vận hội. Điều đó cho thấy vẫn chưa thể khẳng định rằng khán giả trong nước có thể tham dự các trận đấu năm sau hay không. Thế vận hội bắt đầu vào ngày 4 tháng 2 và thủ đô Bắc Kinh sẽ trở thành thành phố đầu tiên tổ chức cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông sau khi tổ chức Olympic mùa hè vào năm 2008. Vừa qua, France Football đã công bố top 30 cầu thủ nam và 20 cầu thủ nữ lọt vào danh sách đề cử quả bóng vàng. Messi hiện đang là người nắm giữ danh hiệu kỷ lục này với 6 lần đạt giải thưởng. Nếu Ronaldo chiến thắng, anh ấy sẽ nâng tổng số của mình lên 6 quả bóng vàng bằng với kỷ lục của Messi. N'Golo Kanté và Jorginho nằm trong số 5 cầu thủ của Chelsea được đề cử sau chức vô địch Champions League. 4 cầu thủ góp phần giúp Barcelona vô địch Champions League và lọt vào danh sách nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2021 của UEFA là Alexia Putellas, Jennifer Hermoso, Lique Martens và Sandra Paños. 7 trong số 20 ứng cử viên được đề cử thi đấu tại giải Super League nữ của Anh, bao gồm Vivian Miedema của Arsenal, Ellen White của Manchester City và 5 cầu thủ Chelsea, trong đó có Magdalena Eriksson, Sam Kerr, Penin Harder, Jesse Fleming và Frank Kirby. Megan Rapinoe, người đoạt giải năm 2019, không lọt vào danh sách này. Giải thưởng không được trao vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Những người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 29 tháng 11 tại một sự kiện gala ở Paris. Giữa thành công vang dội trên toàn cầu của Squid Game, một loạt phim gốc Hàn Quốc khác của Netflix, Hellbound đã được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Hellbound được bắt đầu với các tình tiết huyền bí khi đột nhiên vào một ngày nọ, tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn kỳ lạ của một nhân vật ẩn danh, kết tội rằng họ sắp phải xuống địa ngục và thời gian sống còn lại bao lâu. Cùng với đó là một tổ chức tôn giáo sử dụng những sự kiện này để tăng lượng tín đồ một cách đáng kinh ngạc. Câu chuyện dựa trên webtoon nổi tiếng có tựa đề Hell đã được Netflix hợp tác với đạo diễn Jun Sang-ho chuyển thể thành phim truyền hình dài tập. Đạo diễn này chính là người đã đạt được sự ủng hộ trên toàn cầu với bộ phim ăn khách Train to Busan. Tôi băn khoăn về việc liệu có thể hình dung nó như một bộ phim truyền hình dài tập hay không, với nội dung và cách tôi nên tiếp cận nó hay không. Vì vậy, tôi đã chia sẻ mối quan tâm của mình với mọi người xung quanh. Sau đó, tôi đề xuất ý tưởng cho Netflix và họ đã nói với tôi rằng, hãy thử. Bộ phim đã được trình chiếu trong phần sắp lên sóng của Liên Hoan, tiết mục mới được ra mắt trong năm nay để giới thiệu loạt phim truyền hình sẽ được phát hành trên các nền tảng phát trực tuyến như Netflix và HBO. Nam diễn viên chính của bộ phim nói tại Liên Hoan phim. Tôi thực sự yêu thích tiêu đề này. Làm sao tôi có thể rất khiêu khích và gây hấn. Có rất nhiều bộ phim đề cập đến các khái niệm về địa ngục, thiên đường và thiện và ác. Nhưng chính tiêu đề này đã khiến tôi tự hỏi câu chuyện của bộ phim này sẽ là gì khi đặt tên là địa ngục. Buổi chiếu ở Busan đánh dấu lần đầu tiên trình chiếu của loạt phim này tại châu Á. Trước đó nó được trình chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim quốc tế Toronto. Bộ phim sẽ chính thức được phát hành trên Netflix vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Vừa qua, một hội đồng của Hạ viện Hoa Kỳ cho biết khách sạn trưng bày của cựu Tổng thống Donald Trump ở thủ đô Washington đã tiêu tốn hàng triệu đô la trong thời gian ông tại vị, ngay cả khi ông che giấu các khoản thanh toán từ các chính phủ nước ngoài. Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện cho biết các tài liệu chính phủ thu được gần đây đã đặt ra những câu hỏi bê bối về khách sạn quốc tế Trump, một tòa nhà lịch sử mà tổ chức Trump thuê từ chính phủ liên bang, và là một điểm gặp gỡ phổ biến cho những người ủng hộ ông và các chức sắc nước ngoài. Theo Ủy ban do Đảng Dân Chủ kiểm soát, Trump đã báo cáo rằng khách sạn đã kiếm được cho ông hơn 150 triệu đô la trong thời gian ông tại vị, nhưng thực tế đã mất hơn 70 triệu đô la. Ủy ban phát hiện ra rằng khách sạn đã nhận được hơn 3,7 triệu đô la thanh toán từ các chính phủ nước ngoài, tương đương với hơn 7.400 đêm tại khách sạn, làm dấy lên xung đột lợi ích cá nhân. Ủy ban cho biết khách sạn đã cung cấp một phần số tiền đó cho chính phủ Hoa Kỳ, nhưng không cung cấp đầy đủ chi tiết về các khoản thanh toán đó cho Cục Quản lý Dịch vụ Tổng hợp, cơ quan quản lý tài sản của chính phủ liên bang. Các luật sư của Trump đã tranh luận trong các phiên tòa rằng quyền sở hữu khách sạn của ông không vi phạm các điều khoản hiến pháp này. Một phát ngôn viên của Trump cho biết báo cáo của ủy ban là không chính xác và thiếu chi tiết. Vừa qua, cảnh sát cho biết
Các nhân viên an ninh của Nigeria đã giải cứu thành công 187 người bị các băng nhóm vũ trang bắt cóc ở bang Zamfara, tây bắc nước này, sau khi chính quyền tiến hành một chiến dịch an ninh truy quét những kẻ bắt cóc. Kể từ tháng 12 năm ngoái, Zamfara trở thành trung tâm các vụ bắt cóc bạo lực thường xuyên của những tên cướp có vũ trang nhằm vào các trường học, làng mạc và những người đi trên đường cao tốc để đòi tiền chuộc. Tháng trước, chính phủ đã đóng cửa các dịch vụ viễn thông ở Zamfara và các bang khác để phá vỡ sự liên kết giữa các băng nhóm này. Đoạn video của hãng thông tấn Reuters cho thấy một số người mặc quần áo rách nát và chật vật ngồi khi họ chờ để được về nhà. Các băng nhóm có vũ trang đã phát triển mạnh hơn theo thời gian, tấn công các tiền đồn của quân đội, phá hoại nhà tù nhằm giải cứu các tù nhân và bắn hạ một máy bay phản lực của không quân vào tháng 7. Các nhà chức trách ở bang lân cận đã phàn nàn rằng những tên cướp bị đuổi khỏi Zamfara đã tràn vào lãnh thổ của họ và đang ra sức tàn phá trên toàn khu vực. Vừa rồi là những tin tức mới nhất, hot nhất chúng tôi mới cập nhật được về các sự kiện đang diễn ra trên toàn cầu. Anh em đừng quên subscribe kênh Thế Giới Nói Đây của chúng tôi để không bỏ lỡ những tin tức như vậy mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số tiếp theo.